Chào tất cả các quý khách nhà gây trưởng. Đây nhà hàng Phúc Hải Sản hôm nay cuối tuần thứ bảy hôm nay tiếp tục vào một lô cua hoàng đế và phục vụ tất cả các quý khách nhà các anh chị trong dịp lễ 20/10 nhà giáo Việt Nam ạ, 20/11 ạ. Hai kích cỡ cua ngày hôm nay từ 2,5 cân đến 3 cân nhá anh chị ạ. Cua rất là ngon, đảm bảo chất lượng, bao ăn bao óp luôn ạ. Các quý khách hàng các chị có nhu cầu làm quà biếu, quà tặng cho gia đình và hoặc là thầy cô thì cứ giúp em nhé. Đấy, em vào rất nhiều luôn các chị ạ, lúc nào cũng mỗi tuần nào cũng vào để phục vụ mọi người trong các dịp lễ. Anh chị có nhu cầu liên hệ qua số hotline 0945308668 ạ. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng các chị đã luôn tin tưởng và ủng hộ nhà hàng Phúc Hải Sản em ạ. Cua rất là tươi ngon lắm, vừa được nhập vào hàng không này, cua vào đi đây đến tươi có 100% anh chị ạ. Cua rất là khỏe mạnh luôn nhá. Xin chào mọi người, xin chúc tất cả các quý khách hàng các chị cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân ạ. Xin chào mọi người.